Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin hôm nay trên kênh của Hiếu. Thì hôm nay có một cái thông tin khá là mới nóng, cũng rất là sốc thưa quý vị khán giả. Thì ngày hôm qua đến hôm nay, hàng loạt các kênh YouTube cũng nói về cái việc là trưởng ban trị sự Quảng Bình nói ngài Thích Minh Tuệ là ngoại đạo, và những ai phản biện lại những cái ma tăng, những cái sàm tu, những cái ông thợ tu á đều bị cho là ngoại đạo, đang phá giáo hội Phật giáo Việt Nam, thưa quý vị khán giả. Đó, thì để cho quý vị khán giả nghe một đoạn video clip của một vị hòa thượng trong ban trị sự Quảng Bình nói về những người ngoại đạo như thế nào nhé. Ở đó thì có sư Thích Minh Tuệ đó, thưa quý vị khán giả. Rồi xong thì chúng ta sẽ bình luận cái đoạn video clip này. Mời quý vị khán giả cùng nghe. Rất mong là quý vị khán giả để lại bình luận góp ý, một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa, đầu tuần Hiếu mến chúc tất cả quý vị khán giả trên kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Mời quý vị khán giả cùng nghe đoạn video clip sau đây nhé. Hướng về Đức Phật, hướng về giáo hội, hướng về các chùa. Hiện bây giờ tụi ngoại đạo đang tập trung vào để phá hoại giáo hội chúng ta, xuyên tạc đủ mọi vấn đề để nó bôi bác giáo hội, bôi bác chư tăng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông tư chỉ thị cho tất cả cả nước, trong nước cũng như nước ngoài, chúng ta Phật tử phải nhận định rõ ràng, chúng ta phải hướng về giáo hội, hướng về chùa. Tu thì phải có chùa, không khả lại tất cả đều ra ngồi ngoài đường ngồi bụi hết à? Tùy theo từng thời đại để chúng ta tu, tùy duyên. Vừa rồi ngoại đạo tấn công vào giáo hội Phật giáo Việt Nam, tấn công vào các vị lãnh đạo. Thứ nhất là Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký, người đại biểu Quốc hội, người cũng đang lãnh đạo chúng ta, cũng đang lãnh đạo giáo hội và hướng dẫn cho tất cả Phật tử chúng ta tu tập, đem cái giáo lý đạo Phật, đem cái đường lối giáo hội để chúng ta xiển dương phát triển Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển đi lên. Mà tụi ngoại đạo cũng tấn công, không những tấn công Thượng tọa Thích Đức Thiện, tấn công thêm Hòa Thượng Thích Huệ Thông, tấn công thêm Hòa Thượng Thích Bửu Chánh, tấn công Thượng tọa Trúc Thầy Minh, vân vân, và một số vân vân. Đó, quý vị cũng vừa nghe một cái ông trụ trì nằm trong ban trị sự ở tỉnh Quảng Bình thì cũng có lên tiếng. Ông cho rằng là ngoại đạo, là ông kêu bằng cái tội ngoại đạo luôn, thưa quý vị, trong và ngoài nước luôn, là đang chống phá giáo hội Phật giáo và chống phá một số lãnh đạo trong giáo hội Phật giáo. Đó, thì tại sao mà thầy lại nói như vậy? Không lẽ là thầy không có nghe những cái ông mà Thích Cúng Dường ổng lên giảng dạy hay sao? Có ông thì giảng về tình dục, có ông thì dẫn dụ những cái câu chuyện chim chóc, rồi cười hô hố ha há, rồi có ông á thì kêu gọi cúng dường, chuyển khoản, nào là cúng bằng tiền mệnh giá lớn cho các trụ trì thì được phước báo nhiều, kêu gọi cúng nhà cho chùa, rồi kiếm cái chòi nào đó ra ngoài đường mà ở thì con cháu sẽ làm ăn nên, đó, làm ra đó thì có phước rất là lớn. Đó, rồi có những cái dẫn dụ mà không thể nào mà chấp nhận được đó, thì những cái bài giảng đó đi sâu vào lòng đất, cho nên là Phật tử và dư luận rất là bức xúc, lên để mà phản biện lại những cái ông này thôi. Đó, bởi vì đi tu mà giảng dạy không có đúng giáo lý của Đức Phật thì người ta có quyền chấn chỉnh để cho các thầy hoàn thiện hơn. Đó, để cho Phật tử đi chùa còn nghe được những cái bài giảng có giá trị, đúng với giáo lý của Đức Phật, đúng không quý vị khán giả? Còn đằng này giảng trên trời dưới đất những cái chuyện mà không có, ở Diêm Dương thì cũng biết luôn, mà trên trời thì cũng biết luôn, mà đó là những cái sự việc mà nó không có thật không. Nhưng mà mấy thầy nói thì như đúng rồi vậy đó. Khi mà người ta lên án một số ông thầy làm phá hoại đạo Phật,
đó, làm mất cái danh tiếng của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì thầy lại lên tiếng nói là người ta phá hoại đạo Phật, phá hoại giáo hội Phật giáo Việt Nam, chống phá gì? Đâu phải, này người ta chống phá một vài ông, mà những cái ông này là làm ảnh hưởng cái uy tín của giáo hội đó, làm cho đạo Phật của nước nhà đó, bị người ta xa rời đó. Cho nên là ở đây tụi con mới lên tiếng, chứ không phải là bao gồm hết. Thầy thì cũng có rất là nhiều thầy, có thầy tốt, có thầy có tâm, có thầy giảng hay, có thầy có những cái giáo lý đi sâu vào lòng người, còn có những thầy mà giảng vô một cái là người ta muốn bỏ đi về, muốn chửi, đúng không quý vị khán giả? Đó, chứ không có ai là ở ngoại đạo mà phá giáo hội Phật giáo hay là chống phá lãnh đạo gì đây hết trơn á. Cho nên là thầy cũng phải suy nghĩ lại những gì mà mình đã nói. Thì ngày hôm qua đến hôm nay quý vị khán giả cũng biết là tràn lan ở trên mạng xã hội phản biện về cái ông vừa phát biểu vừa rồi đó thưa quý vị. Thì để cho quý vị khán giả nghe cho nó đã tai hả hê hơn, thì Hiếu mời quý vị khán giả cùng đến với em Tâm. Em Tâm này cũng có cái kênh là Tâm Chánh Pháp, cũng phản biện lại những cái ông thợ tu, cũng rất là hay đó. Nếu quý vị khán giả có nghe đó thì quý vị khán giả cũng vào đăng ký cho em Tâm với cái kênh YouTube là Tâm Chánh Pháp để ủng hộ cho em ấy nhé, để chúng ta cùng có cái tiếng nói chung để mà yêu thương và bảo vệ cho sư Thích Minh Tuệ, cũng như là phản biện lại những cái ông thợ tu mà có những cái bài giảng nó sai với giáo lý của Đức Phật, thưa quý vị khán giả đó. Thì Hiếu mời quý vị khán giả nghe em Tâm lên phản biện mấy ông thợ tu nha. Em Tâm này là phản biện mấy ông thợ tu rất là hay thưa quý vị. Hiếu cũng rất là thích nghe em Tâm này phản biện. Mời quý vị khán giả cùng nghe đoạn video clip sau đây ạ. Dạ, qua cái bài pháp của thầy thì thầy cũng xin cho con có đôi lời ý kiến nha. Trước khi ý kiến thì mình cũng xin quảng cáo một phút nha. Mình là tên Tâm nha. Là mình có lập cái kênh YouTube là Tâm Chánh Pháp, là kênh chính chủ của mình nha. Nếu mà có bạn bè anh em nào đó mà chia sẻ clip của mình á thì nhớ đừng có ngắt khúc này nha. Ngắt khúc này tôi thấy là tôi báo cáo đáng chịu nha. Nha mọi người ơi, nếu mà trên các nền tảng khác đó mà quý vị có xem được clip thì hãy đăng ký, hãy vô cái kênh là Tâm Chánh Pháp đăng ký giúp mình nha, để mình có cái động lực để có những cái bình luận góp ý, rồi có những để cho mình có cái động lực để mình bảo vệ chánh pháp và bảo vệ thầy Thích Minh Tuệ nha mọi người nha. Vâng, dạ, giờ trở lại cái bài giảng của thầy. Thì thầy nói là cái tụi ngoại đạo nó bây giờ nó đang tấn công cái đạo Phật và tấn công cái giáo hội. Dạ thưa thầy, không bao giờ có một cái thế lực ngoại đạo nào, không có một cái tà ma ngoại đạo nào mà đủ khả năng để phá nát cái đạo Phật. Mà là những người phá đạo Phật là những người trong đạo Phật. Đó, những cái chùa chiền, con lấy ví dụ nè, như là cái chùa Nga Hoàng, ông chủ trì Thích Thanh Toàn đó, gạ gẫm một nữ phóng viên đó, rồi sau khi mà thấy nhục nhã quá rồi bắt đầu mới xin ra khỏi Phật giáo, rồi trước khi đi ra thì phải xin cái tài sản của ông đứng tên là bao nhiêu, gần 300 tỷ đồng đó. Những cái hình ảnh đó đó là nó đang dần dần giết chết đạo Phật và nó đang dần dần làm cho người ta không tin vào cái đạo Phật nữa. Và tiếp nữa là cái chùa, một cái vị chủ trì ở Vĩnh Long, đúng không ạ? Một cái gì chùa ở Vĩnh Long là lừa gạt người ta 68 tỷ, là bị là cơ quan nhà nước đó là cho ăn cơm tù là trọn đời luôn, có nghĩa là bị tù chung thân luôn đó. Và một cái ngôi chùa nữa là ở Đồng Nai, nó xảy ra là nam nữ, nó xảy ra những cái clip nhạy cảm đang đỡ trong chùa đó, quý vị cứ thử xem đi, cứ thử nghĩ đi. Như vậy đó là thầy nghĩ đi, rồi cái đạo Phật nó như thế nào? Tại sao, con nói thật, cái tình trạng xảy ra như ngày hôm nay là con dám khẳng định là do giáo hội yếu kém, quản lý người không chặt chẽ. Thầy thấy cái vụ chùa Ba Vàng không? Thỉnh quan gia trái chủ để đòi tiền. Người chết nào, người con ma nào mà nó xài tiền chúng ta? Những người xài tiền là cái đồng tiền đó cúng vào ma nó đòi tiền, rồi tiền đó là người nào xài là cái người đó đòi chứ không phải là ma đòi. Bởi vì ma nó không bao giờ nó xài đồng tiền của chúng ta. Ma, ta cúng cho ma thì ta cúng cho giấy tiền vàng bạc, chứ không phải là ta cúng tiền thật. Thầy hiểu không? Những cái hình ảnh đó đó mà giáo hội không có một cái ý kiến gì hết để cho tất cả người dân người ta phẫn nộ, rồi cái đầu báo chí, báo đài, chính thống người ta lên tiếng thì giáo hội mới bắt phạt và
ông chính ông Đức Hiển cũng đã lên nói là đạo Phật là không có thỉnh quan gia trái chủ gì hết, nhưng mà xử lý một cách sơ sài, xử lý một cách sơ sài, cho nên dù bao giảng đâu có sợ, cho nên nó quất thêm một lần nữa là lấy cộng tóc đặt Phật, lấy cộng cõi pi ly về để nói dẫn dụ cho bà con đến đó làm cái gì thì giáo hội tự biết, bà con người ta tự biết, dẫn dụ Phật tử đến đó mua thần bán thánh như vậy đấy, rồi biểu người ta sao người ta tin vào cái đạo Phật nữa. Có phải là do giáo hội yếu kém không, quản lý quá yếu kém không, xử lý nó không có nặng lắm cho nên họ không sợ, xử lý phạt mấy triệu rồi bắt đầu phạt sám hối 7749 ngày nhầm gì, trong khi đó là lùa mà lùa gà bắt biết bao nhiêu con gà lụm biết bao nhiêu tiền, nhưng mà phạt có vài triệu bạc, mấy chục triệu, mười mấy triệu thì đâu có thấm thía gì đâu. Những cái hình ảnh đó là nó gây mất lòng tin ở Phật tử, ở tất cả mọi người. Giáo hội không có cái biện pháp xử lý triệt để là do giáo hội yếu kém nhá. Rồi là tự các chùa, tự các thầy, tự các sư là chống đối với nhau, tự các sư giết lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, giống như chùa Ba Vàng với là ông Thích Nhật Từ. Ông Thích Nhật Từ thì nói là chùa Ba Vàng thay cho chùa Ba Vàng đập cất mà còn cố gì đó, còn không biết đi nữa hay là vân vân, tôi không nhớ kỹ, nhưng mà câu nói đó còn cãi này kia. Rồi chùa Ba Vàng thì ông Thích Trúc Thái Minh nói như thế nào, nói là ông Thích Nhật Từ trước khi nói người khác thì nhìn lại mình đó, rồi cũng thưa kiện, rồi gửi đơn thư kiện tùm lum và làm âm trên mạng xã hội. Đó chính là những người trong hội đang phân hóa lẫn nhau, chứ không bao giờ có những cái thành phần ngoại đạo nào có thể phá được cái đạo Phật đó nghe. Con nói thật, một cái đất nước trên thế giới này, một cái đất nước nào mà một cái người lãnh đạo đó yếu kém thì cũng bảo đảm đất nước đó thế nào trước hay sau gì cũng có bạo động, cũng bạo loạn, cũng có chiến tranh, thì cũng trong nó giống như đạo Phật hôm nay. Nó do giáo hội quá yếu kém, xử lý công việc không có triệt để, do nể tình hay hoặc là do có một cái số cái gút mắt gì đó mà không có xử lý triệt để, đúng chưa, không có xử lý triệt để những cái thành phần nó phá đạo như vậy, cho nên là đạo Phật càng ngày nó càng xa rời với chúng ta. Những cái hình ảnh nè, một ông chủ trì, ông ngồi trên chiếc xe sang, ông đem cái đồng hồ xịn, ông xài cái điện thoại VIP, ăn sung mặc sướng, ngồi mát ăn bát vàng, những cái hình ảnh đó người ta cảm thấy ta quá chán nản rồi. Mà trong khi á, chùa chiền là mục đích không có làm ra tiền, chỉ có sống bằng cái đồng tiền mà người ta quyên góp ta cúng dường. Thay vì lấy cái đồng tiền đó, người ta cúng nhiều quá thì lấy cái đồng tiền đó đem ra là phổ độ cho chúng sanh, giúp đỡ cho người nghèo, người bệnh. Lấy cái đồng tiền đó giúp đỡ cho người khác, để cái đồng tiền người ta cúng dường, người ta tạo thêm phước đức công đức cho người ta đến ta cúng dường. Không, lấy cái đồng tiền đó mua một chiếc xe thật xịn, sắm những cái đồ trang sức đắt đá để đeo. Những cái hình ảnh đó nó quá phản cảm, cho nên người ta nhìn vào Phật tử, người ta nhìn vào nhân dân quần chúng, người ta nhìn vào người ta thấy nó không có công bằng. Bởi vì cuộc sống ở ngoài người ta làm lao động quá vất vả đi, người ta mò cua bắt ốc hái từng cọng rau để người ta lo cho gia đình. Nhưng mà trong khi đó những người đi tu là họ không có làm gì hết, nhưng mà họ lại ăn trên ngồi trước, đi phải có bảo vệ, hàng trăm bảo vệ, sống như một ông vua, đi xe hơi, đi xe xịn không. Mà trong khi những người đi cúng dường đó họ cực khổ, họ lặn lội, họ làm ruộng, họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Những cái hình ảnh đó là tự các ông giết các ông thôi, giết cái đạo Phật, các thầy giết cái đạo Phật, chứ không có ngoại đạo nào có thể phá được. Nếu mà đạo Phật, nếu mà tà ma ngoại đạo nó phá cái đạo Phật á, phá được á, thì con bảo đảm là không bao giờ đạo Phật nó tồn tại 2600 năm nay. Bởi vì thời Đức Phật còn sống á, ma vương nó cũng đã phá cái đạo Phật rồi, nhưng nó không phá được. Bởi vì đạo Phật nó quá nhiệm màu, nó quá vi diệu, thì làm sao mà ai mà đủ khả năng để phá được cái đạo Phật đó. Nhưng mà sau này ma vương nó không phá được, nhưng mà nó phát một câu rằng sau này đến thời kỳ mạt pháp, ta sẽ sai con cháu ta cạo đầu mặc áo cà sa để phá cái đạo Phật. Nói câu nói đó Đức Phật chỉ còn chảy hai hàng nước mắt là thôi. Tại sao đó, bây giờ còn giảng pháp cũng vậy, giảng pháp thì không có ông nào giảng giống ông nào hết. Ông quan á, ông Ba Quan á, thì ông giảng là nằm võng thì bị nghiệp mất phước, câu cá là vua lừa đảo, làm đẹp là mất phước, là bị nghiệp. Rồi là ở chung cư thì không được thờ tượng Phật. Nhưng mà thầy Thích Phước Tiến lại nói rằng
ở chung cư thờ Phật không có gì hết, hay hoặc là người ta làm đẹp cũng chẳng có bị tội bị nghiệp gì hết. Giống như là Bồ Tát có làm đẹp hay không, Bồ Tát cũng là vẽ mắt, cũng sơn môi, sơn chân ngón tay, rồi cũng mặc đồ đẹp, rồi cũng trang trí vẽ phấn vẽ son thì không mắc tội. Bồ Tát làm đẹp không mắc tội thì dân chúng làm đẹp làm sao mắc tội đó. Những cái bài giảng các ngài đã tự chống với nhau thì đã, thì Phật tử bên nào thì người ta binh bên đó, Phật tử cái bên Hưng Ba Quang thì binh Hưng Ba Quang tấn công ông binh Thích Phước Tiến, còn Phật tử của Thích Phước Tiến thì qua tấn công binh Ba Quang đó. Tự họ làm dễ sống với nhau, chứ còn những người ngoại đạo họ không hiểu gì hết, họ là không hiểu thì làm sao họ phá đạo được. Cho nên là hội Phật giáo, nên tôi nói một lần nữa là tình trạng chùa chiền xảy ra hiện nay, tới ngày hôm nay xảy ra những cái chuyện như ngày hôm nay là con dám bảo đảm rằng là do giáo hội quản lý quá yếu kém, hoặc là nể tình như thế nào đó mà để những cái chuyện nó xảy ra. Nếu mà thí dụ người ta lên ta những cái chuyện mà nó gây rúng động mạng xã hội đó, thì thay vì giáo hội vô giải quyết dứt điểm đi, cứ để ra vậy đó. Rồi chùa chiền bây giờ ông Thích Nhân Đức ông lên ông biến cái chùa là những cái nơi không phải là nơi để nghe pháp nữa, mà họ biến cái chùa trở thành một cái nơi như là tổ chức ăn uống rồi ca hát rồi bắt đầu nhảy múa sùm, người ta nhìn vô người ta quá phản cảm, rồi lên kể chuyện tục hài, kể chuyện tùm lum hết, mất vệ sinh. Từ cái chỗ đó ra mà người ta không tin tưởng vào đạo Phật, chứ không ai mà đủ khả năng để phá cái đạo Phật này hết, con dám khẳng định luôn. Nhưng cái đạo Phật mãi mãi vẫn tồn tại, con tin điều đó, không bao giờ mất. Người ta chống là chống ma tăng, người ta không bao giờ ta chống đó. Quý vị khán giả thân mến, cũng vừa nghe em Tâm Phật tử cũng chia sẻ rất là hay, đúng không quý vị khán giả? Qua đây thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái ông mà đi tu làm trụ trì đó, đã làm ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam như thế nào. Có phải là những cái ông này đang phá hoại đạo Phật hay không? Và thời gian vừa qua thì cũng có một số ông đã bị giáo hội Phật giáo Việt Nam chấn chỉnh và xử lý đó, thưa quý vị. Đó, thì hôm nay thì chúng ta nghe được một cái sự việc nữa cũng rất là bức xúc, bởi vì có một cái ông hòa thượng ở trong ban trị sự của tỉnh Quảng Bình thì cũng lên là phản biện, nói về cái việc là những người ngoại đạo đó, tu không có trong giáo hội đó thì được cho là ngoại đạo đó, thưa vị. Chẳng hạn như là thầy Thích Minh Tuệ đó, thì ổng cho rằng là đây là những người phá hoại đạo Phật, rồi phá hoại giáo hội Phật giáo Việt Nam đó. Thì rất mong là quý vị khán giả để lại bình luận nhận xét khi nghe cái đoạn video clip mà Hiếu chia sẻ vừa rồi, để chúng ta cùng có cái tiếng nói chung mà bảo vệ chánh pháp, cùng phản biện lại những cái lời nói mà nó chưa có đúng thực tế cho lắm. Đó, rất mong là vị khán giả để lại bình luận góp ý, cũng như là bấm một like, một đăng ký kênh, chia sẻ cái video clip này đến với tất cả mọi người, để cho mọi người biết đến kênh của Hiếu, để chúng ta cùng có cái tiếng nói chung bảo vệ chánh pháp. Thưa vị khán giả, đó cũng là nội dung thông tin hôm nay. Một lần nữa cuối video, Hiếu mến chúc tất cả quý vị trên kênh của Hiếu ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc và thành công hơn trong công việc. Còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.